Kính thưa quý vị đại biểu và thưa toàn thể các thầy các cô, để tiếp theo chương trình văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 18 tháng 3, tôi xin tới các quý vị đại biểu và các thầy các cô bài hát câu chuyện đầu năm thay cho lời chúc đầu năm mới. Mời các bạn. Ah,
chương trình văn nghệ cùng với anh em và đặc biệt là với các cô.